Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã chính thức có công văn đề nghị các địa phương tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội và bắn pháo hoa trong dịp Tết Nhâm Dần năm 2022. Căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh tại địa phương, tổ chức các hoạt động du lịch, thể thao, hoạt động tại các bảo tàng, di tích, thư viện, rạp chiếu phim, địa điểm biểu diễn nghệ thuật theo văn bản số 3862 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. Cơ quan quản lý nhà nước về du lịch tại địa phương hướng dẫn các khu điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh du lịch và dịch vụ du lịch trên địa bàn chủ động xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức các hoạt động phục vụ khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán, bảo đảm du khách được đón Tết vui tươi, lành mạnh và an toàn.